Rồi, thầy xin mến chào các em học sinh nha, đã đến với bài học hôm nay của thầy. Thì tiết học trước thì các em đã có một cái nghe một cái câu đố vui. Thì câu đố này thì có nhiều bạn nói dạ thầy ơi câu hỏi này sao mà câu đố này sao mà nó khó quá nha. Thì thật ra thì câu đố này là câu đố mẹo, nó rất là dễ rồi các em. Nè, A gọi B bằng bác, B gọi C là ông nội, C kêu D là cậu, D kêu E là gì, E kêu F là chú, F gọi Z là con. Hỏi A gọi Z bằng gì? Thì tất nhiên rồi, A gọi Z bằng mồm, tức là bằng miệng nha các em. Đây câu hỏi đơn giản vậy thôi, tức là câu trả lời đơn giản vậy đó các em. Nhiều bạn thì thấy câu hỏi này nó khó, nhưng mà chúng ta suy nghĩ chút xíu ha. Thì tất nhiên A gọi Z bằng mồm nha. Rồi, tiết học hôm nay thầy hướng dẫn cho các em bài luyện tập chung trang 149. Chủ yếu là chúng ta sẽ tính nhanh các bài toán về tỷ số nha các em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi lần lượt vào các bài tập. Chúng ta sẽ đi vào bài tập số 1. Viết tỷ số của A và B. Viết ở đây người ta yêu cầu là viết tỷ số của A và B, có nghĩa là A mình chia B, thì A chia B chính là bằng A phần B nha các em nha. A phần B. Thì ở đây chúng ta có câu A. Thì A bằng 3, B bằng 4. Sang câu B, A bằng 5m, B bằng 7m. Câu C, A bằng 12kg, B bằng 3kg. Câu D, A bằng 6 lít và B bằng 8 lít. Thì ở đây chúng ta thấy câu A thì chúng ta lấy A phần B, có nghĩa là lấy 3 là bằng 3 chia 4, và 3 phần 4 chính là 3 phần 4 đó các em. 3 chia 4 bằng 3 phần 4 nha. Rồi, sang câu B thì 5m, chúng ta sẽ có là lấy 5m này chia cho 7m, thì chúng ta sẽ có là gì? 5m phần 7m. Câu C, chúng ta lấy 12kg chia cho 3kg thì nó được là 12kg phần 3kg. Chúng ta rút gọn luôn là 12 chia 3 luôn các em. Thì 12 chia 3 chúng ta bằng 4 luôn, 4kg. Sang câu D thì chúng ta có là 6 lít phần 8 lít. Thì chúng ta rút gọn luôn nha. Rút gọn luôn. Thì 6 lít phần 8 lít chúng ta chia cho 2. Thì 6 chia 2 bằng 3. 8 chia 2 bằng 4. Chúng ta có là 3 lít phần 4 lít. Chúng ta sang nội dung bài 2. Viết số tích hợp vào ô trống. Ở đây chúng ta có tổng hai số lần lượt là 72, 120 và 45. Tỷ số của hai số là 1 phần 5, 1 phần 7 và 2 phần 3. Như vậy thì chúng ta muốn đi tìm số bé và đi tìm số lớn. Thì chúng ta sẽ lấy tổng, chia cho tổng số phần rồi nhân với số phần bé nha. Là nhân với số phần bé là 1. Thì chúng ta lấy 72 này nè các em nha. Lấy 72. 72 nha. Chúng ta chia cho 6 rồi nhân cho 1 nha. Thì 72 chia 6 chúng ta bằng 12. 12 nhân 1 thì vẫn bằng 12 luôn các em. Rồi bây giờ đi tìm số lớn. Số lớn thì các em lấy 72 này nè. Các em trừ đi cho 12 này. Đó không? Thì 72 trừ đi 12 thì nó bằng 60. Được chưa? Rồi tổng của hai số này chúng ta thấy lấy 1 cộng 7 là bằng 8. Chúng ta lấy 120 này chúng ta chia 8 rồi nhân 1 nha. Thì 120 chia 8 bằng 15. 15 nhân 1 vẫn bằng 15. Vậy số bé là bằng 15. Chúng ta lấy 120 này trừ cho 15. Thì chúng ta ra số lớn là bằng 105. Rồi. Cái này tiếp theo thì chúng ta thấy là lấy 2 cộng 5 là mẫu là 2 cộng 3 thì nó lại nha. 2 cộng 3 bằng 5, tức là tổng của nó bằng 5. Chúng ta lấy 45 chia cho 5 thì bằng 9. 9 nhân 2 bằng 18. Như vậy thì số bé bằng 18. Chúng ta lấy 45 này trừ 18 thì nó ra số lớn ha, thì bằng 27 ha. 45 trừ 18 bằng 27. Như vậy, chúng ta đã thực hiện xong bài số 2. Chúng ta sang nội dung bài 3. Hai số có tổng bằng 100. Hai số có tổng bằng 1080. Hồi nãy giờ đọc lộn mấy hai cái nữa nha. Rồi. Hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai. Ở đây các em thấy nè. Tổng, hai số có tổng là 1080. Tìm hai số đó,
biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì sẽ được số thứ hai nha. Thì sẽ được số thứ hai, tức là gấp 7 lần số thứ nhất thì sẽ được số thứ hai. Như vậy thì số thứ nhất nó nhỏ hơn số thứ hai nha. Như vậy thì tỷ số của nó chính là 1/7. Vậy là số lớn số thứ nhất thì nó là tỷ số nó là 1/7. Như vậy thì số thứ nhất nó sẽ là 1/, không, 1/, còn số thứ hai nó sẽ là 7/, nghe các em. Rồi. Rồi. Theo sơ đồ, ta có sơ đồ. Số bé chúng ta thấy là số bé nó là 1/ nha. Còn số lớn thì chúng ta thấy là nó có 7/, được chưa? Có 7/. 7/. Còn tổng của nó là 1080, được chưa? Rồi, dấu hỏi. Nha, dấu hỏi. Rồi, bây giờ chúng ta đi tìm số bé và số lớn nha. Rồi, bây giờ đầu tiên là theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là chúng ta sẽ lấy 1 cộng cho 7 ra bằng 8/. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi tìm số bé. Số bé thì các em lấy 1080 nè, các em chia cho 8 rồi nhân 1 ha, rồi nhân 1. Thì 1080 này chúng ta chia cho 8 nó bằng 135. 135 nhân 1 vẫn bằng 135 nha các em. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm số lớn. Số lớn thì các em lấy tổng này nè, 1080 này chúng ta trừ cho 135 là ra thôi. Rồi 1080 trừ cho 135 nó sẽ bằng kết quả là 945. Đáp số số bé 135, số lớn 945. Đây, chúng ta sang tiếp bài số 4. À, thầy có đi hơi nhanh thì các em nhớ comment phía bên dưới, hay là thầy hướng dẫn hơi chậm gì đó, các em nhớ comment bên dưới để đóng góp thêm cho thầy nha, để thầy hướng dẫn các em cụ thể và dễ hiểu hơn. Rồi, bài 4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình đó. Ở đây chúng ta thấy rằng tổng của nó là nửa chu vi ha, tổng của nó chính là nửa chu vi. Nửa chu vi là 125m nè các em. Đó, tỷ số giữa chiều rộng và chiều dài là 2/3, 2/3. Vậy chúng ta đi tìm chiều dài, đi tìm chiều rộng. Vậy các em, vậy tổng có rồi mà tỷ số cũng có rồi thì bài toán này quá dễ nghe các em ha. Rồi. Rồi chúng ta sẽ đi vào bài giải. Là ta có sơ đồ. Ở đây chúng ta có chiều rộng là 2/ nha, chiều rộng 2/. Chiều dài chúng ta có 3/. 3/. Tổng của chúng là chính là nửa chu vi là 125m. Chiều rộng dấu hỏi bao nhiêu mét? Chiều dài dấu hỏi bao nhiêu mét? Như vậy chúng ta sẽ tiếp tục bước thứ hai. Bước thứ hai chúng ta thấy là gì? Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là chúng ta sẽ lấy 2/3. À, 2/3 chúng ta bằng 5/. Sau đó các em sẽ đi tìm chiều rộng nha, chiều rộng. Thì chúng ta lấy 125 này. À, để thầy điều chỉnh cái này cho chúng ta dễ nhìn nha. Rồi chúng ta lấy 125m này, chúng ta sẽ chia cho 5 rồi nhân cho 2 nha. Thì 125 chúng ta chia cho 5 nha. Chia cho 5. Thì 125 này chia 5 thì chúng ta sẽ bằng là 20, 25. 25 chúng ta nhân 2 thì nó bằng là 50m. Tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm chiều dài. Chúng ta sẽ lấy 125 này chúng ta trừ cho 50. Thì 125 trừ 50 chúng ta sẽ ra kết quả là 75m. Đáp số chiều rộng 50m nha, chiều rộng 50m. Chiều rộng 50m. Chiều dài 75m. Rồi, như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài số 4. Tiếp theo chúng ta sang bài số 5. Bài số 5, một hình chữ nhật có chu vi là 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m, tìm chiều dài và chiều rộng của hình đó. Như vậy, thì đối với bài toán này, chúng ta thấy là bắt buộc chúng ta phải đi tìm nửa chu vi, nha, nửa chu vi. Tại vì bài này nó đã cho chu vi rồi, nha. Thì nửa chu vi chính là tổng của chiều dài, chiều rộng, do đó chúng ta phải đi tìm nửa chu vi, nha các em. Ta cho chu vi thì mình phải đi tìm nửa chu vi. Rồi ở đây chúng ta thấy là chiều rộng ngắn hơn chiều dài là 8m. Ha, 8m. Ngắn hơn chiều dài 8m. Đi tìm chiều dài. À, đi tìm chiều rộng. Được chưa? Rồi.
Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bài giải. Nửa chu vi của hình chữ nhật là, chúng ta sẽ lấy 64 chúng ta chia cho 2 bằng 32 mét. Tiếp tục chúng ta sẽ ta có sơ đồ. Ở đây chúng thấy có chiều rộng nè, thấy không? Chiều rộng thì chiều dài hơn chiều rộng. Đó, chiều dài hơn chiều rộng nha, hơn chiều rộng là 8 mét. Chiều dài hơn chiều rộng là 8 mét nha, chiều dài hơn chiều rộng nè các em. Rồi, bấm chút xíu nha. Rồi, chiều dài hơn chiều rộng là 8 mét nè. Đó, thấy không? Còn tổng của chúng chính là nửa chu vi là 32 mét. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm. Đó, đi tìm. Đầu tiên, các em sẽ đi tìm chiều rộng trước nha. Chiều rộng trước. Các em sẽ lấy 32 này nè. Ha, các em lấy 32 này nè. Các em sẽ trừ cho 2. Đó, trừ cho 8. Các em lấy 32 này mét này nè. Các em trừ cho 8. Ha, trừ cho 8. Thì 32 trừ 8. Chúng ta sẽ được là 20, 24. 24 chúng ta chia cho 2. Thì chúng ta ra được là 12 mét. Như vậy chiều rộng nó sẽ là 12 mét. Tiếp tục chúng ta sẽ đi tìm chiều dài. Thì chiều dài có gì đâu, các em lấy 32 mét này chúng ta trừ cho 12 này thì chúng ta ra chiều dài thôi nha. Thì 32 trừ 12 bằng 20 mét. Như vậy chúng ta đáp số là gì? Chiều rộng 12 mét, chiều dài 20 mét. Như vậy chúng ta đã thực hiện xong bài tập số 5. Rồi, bây giờ đến với góc đối vuông hôm nay. Thầy có câu hỏi như sau. Có 3 quả táo trên bàn và bạn lấy đi 2 quả, hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo? Thầy nhắc lại câu đối vuông hôm nay nha. Có 3 quả táo trên bàn và bạn lấy đi 2 quả, hỏi bạn còn bao nhiêu quả táo? Rồi, thầy xin chào tạm biệt các em nha. Thầy vừa hướng dẫn cho các em bài luyện tập chung trang 149. Xin chào tạm biệt các em.